mà con cuốn của mẹ đang phê sữa đây. Nhờ. Mặt phê sữa nè. Ý, Chic ơi. Chic của mẹ ơi. Cho mẹ đi ngủ thôi. Nè. Cho mẹ đi ngủ. Cho mẹ đi ngủ này. Mắt lờ đờ chưa? Ngáp. Ngáp. Con thỏ con. Con thỏ con. Con thỏ con. Mặt nghẹt ra rồi. Mặt nghẹt, 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 nghẹt ra rồi. Nhìn cái gì đấy? Nhìn cái gì đấy? Ý dạ, ba cứ trêu mình nhờ. Ba trêu mình cái gì đấy? Lườm cho ba cái đi nào. Hôm nay còn ngậm tay nhá. Cho tay vào miệng nhá. Đừng suýt nữa ngậm nhá. Răng kịp à? Thế là bỏ ra kịp. Không gì có mà ngậm tùn tụt rồi. Ý. Ủ. Ủ. Ý. Chơi đến 11 giờ đấy hả mình? Nhìn các con chơi được đến 11 giờ không? Không, mình còn đi ngủ đấy. Xong nửa đêm mình lại dậy, mình dậy quấy mama papa nhá. Nhá. Đúng không? Trời ơi, trong cái mỏ của tôi kìa. Trong cái mỏ của tôi kìa. Hôm nay phải bảo bà Christy kêu bà ông hơi sụt xịt đấy. Bảo bà ấy thôi. Một là bà đeo khẩu trang hay là thôi một đứa nữa. Thì bà đeo khẩu trang vào. Nó sẽ được sao? Thì em sửa sửa xem thế nào. Chị ơi. Nghe nó bụi. Chị ơi. Chị ơi. Mình kiểm tra nhiệt độ nó được không? Mình lên cái cặp nhiệt độ nhỉ. Anh ơi, cái đấy hơi to đấy. Mai để gọi cho cái ông kia mà hỏi qua xem là nó sneeze như thế thì vấn đề gì không. Tốt, ba kiểm tra nhiệt độ cho con nhá. Này, nhiệt độ nè. Nè. Nói nhá. Không phải đâu. Thôi ạ, thôi. Nguy hiểm quá. Rửa chân rửa tay đi con.
Hmm.